Tổng thống Putin tuyên bố Nga sẽ hoàn thành tất cả mục tiêu ở Ukraine. Đan Mạch và Đức tiếp tục tài trợ vũ khí cho Ukraine. Israel hạ sát chỉ huy Hamas và 3 thủ lĩnh người Palestine. Mỹ chuẩn bị kế hoạch bảo vệ Israel. Trung Quốc và Myanmar hợp tác chống tội phạm gian lận viễn thông. Google xây dựng trung tâm dữ liệu 1 tỷ đô la Mỹ tại Thái Lan. Bầu cử Tổng thống Mỹ ngày càng sôi động và gay cấn. Xin kính chào quý vị và các bạn đến với chương trình Thời sự Thế giới, được phát sóng vào lúc 11 giờ ngày 1 tháng 10 trên báo Gia Lai Điện tử và trên kênh YouTube của báo Gia Lai. Vừa rồi là những thông tin chính sẽ có trong chương trình, và sau đây xin mời quý vị đến với nội dung chi tiết. Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày 30 tháng 9 tuyên bố Moscow sẽ hoàn thành tất cả mục tiêu đã đặt ra cho mình ở Ukraine. Theo AFP, sự thật đứng về phía chúng tôi, tất cả các mục tiêu đặt ra sẽ đạt được. Ông Putin nói trong một thông điệp video được công bố nhân 2 năm ngày Nga tuyên bố sáp nhập 4 vùng Luhansk, Donetsk, Zaporozhye và Kherson thuộc Ukraine. Cùng ngày, không quân Ukraine tuyên bố đã bắn hạ 67 trong số 73 máy bay không người lái và một trong 3 tên lửa do Nga phóng trong cuộc tấn công kéo dài 5 giờ vào thủ đô Kiev. Theo Reuters, ông Syhipoko, đứng đầu cơ quan quản lý quân sự Kiev, viết trên ứng dụng Telegram rằng tất cả các máy bay không người lái do Nga phóng tới Kiev đều bị hệ thống phòng thủ phá hủy hoặc bị vô hiệu hóa bởi thiết bị tác chiến điện tử. Ông Poko còn viết rằng, theo thông tin ban đầu, không có thương vong và thiệt hại nào được báo cáo. Thị trưởng Kiev Vitaly Klitschko cho hay các mảnh vỡ máy bay không người lái đã rơi xuống một tòa nhà dân cư. Tỉnh trưởng Ruslan Krachenko của tỉnh Kiev cũng khẳng định không có thiệt hại nào đối với cơ sở hạ tầng quan trọng hoặc khu dân cư ở khu vực xung quanh thủ đô Kiev. Vụ tấn công đã gây ra hỏa hoạn ở 5 quận trong tỉnh, nhưng không có thương vong, theo ông Kravchenko. Tỉnh trưởng Vitaly Kim của tỉnh Mykolaiv thuộc miền nam Ukraine cho hay vụ tấn công cũng đã gây ra hỏa hoạn tại một cơ sở hạ tầng quan trọng trong tỉnh này. Hiện chưa có thông tin về phản ứng của Nga đối với cáo buộc và tuyên bố trên của phía Ukraine. Nga phủ nhận chiến dịch quân sự của mình ở Ukraine nhằm mục tiêu và dân thường. Ngày 30 tháng 9, Bộ Quốc phòng Đan Mạch tuyên bố nước này sẽ giải ngân 194 triệu đô la để hỗ trợ Ukraine củng cố kho vũ khí vốn đang chịu áp lực lớn do cuộc xung đột ở nước này. Tuyên bố nêu rõ, số vũ khí và trang thiết bị được hỗ trợ này sẽ được sản xuất tại Ukraine, nhưng sẽ được tài trợ thông qua khoản tiền giải ngân của Đan Mạch. Ngoài việc tài trợ vũ khí cho Ukraine, Đan Mạch cũng đã thông báo việc thành lập Trung tâm Phòng thủ chung tại Kiev nhằm hỗ trợ phát triển các mối quan hệ đối tác mới. Đầu năm nay, Đan Mạch đã ký thỏa thuận về đảm bảo an ninh kéo dài 10 năm tới Ukraine sau những thỏa hiệp tương tự của Đức, Anh và Pháp. Trong đó, phát biểu trên các phương tiện truyền thông ngày 30 tháng 9, Ngoại trưởng Đức Annalena Baerbock tuyên bố nước này cam kết tiếp tục viện trợ quân sự cho Ukraine. Tuy nhiên, bà Annalena Baerbock cho biết chính phủ Đức không ủng hộ đề xuất cung cấp vũ khí tầm xa cho Ukraine. Lực lượng Hamas cho biết một nhân vật cấp cao của nhóm này tại Liban đã thiệt hại trong cuộc tấn công của Israel vào một trại tị nạn ở miền nam nước này vào ngày 30 tháng 9. Tuyên bố của Hamas nêu rõ, Fatah Sharif Abu Anamin, đứng đầu lực lượng Hamas tại Liban, đã thiệt hại trong một không kích khu trại Anbas ở miền nam Liban. Vợ và hai con của người này cũng đã thiệt mạng. Hãng thông tấn quốc gia Liban đưa tin đây là lần đầu tiên trại tị nạn này nằm gần thành phố Tir bị tấn công. Tuyên bố được đưa ra vài giờ sau khi mặt trận Nhân dân Giải phóng Palestine cho biết 3 thành viên của nhóm đã thiệt mạng trong một cuộc không kích vào quận Khola, thủ đô Beirut của Liban, rạng sáng ngày 30 tháng 9. Vụ tấn công diễn ra trong bối cảnh căng thẳng giữa Israel và lực lượng Hezbollah tại Liban leo thang nhanh chóng kể từ khi xung đột Israel-Hamas bùng phát tại giải Gaza. Hezbollah ủng hộ Hamas và bị Israel xem như mối đe dọa ở biên giới phía Bắc với Liban. Bộ Ngoại giao Iran tiếp tục khẳng định sẽ đáp trả Israel giữa lúc chính quyền Mỹ đang sẵn sàng kế hoạch phòng thủ chung với đồng minh. Chúng tôi kiên quyết và sẽ hành động khiến kẻ thù hối tiếc.
Hãng tin Reuters dẫn lời người phát ngôn Nasser Kanani của Bộ Ngoại giao Iran phát biểu ngày 30 tháng 9, tiếp nối những lời đe dọa của các lãnh đạo nước này đối với Israel thời gian qua. Ông Kanani khẳng định Iran không muốn chiến tranh nhưng cũng không sợ chiến tranh. Tehran chỉ trích vụ không kích của Israel ở Liban đã giết chết thủ lĩnh Syed Hassan Nasrallah của nhóm Hezbollah và phó chỉ huy lực lượng vệ tinh cách mạng Iran là hành động phạm tội. Iran nói đang cùng chính quyền Liban theo dõi chặt chẽ các vấn đề. Các cuộc tấn công của Israel nhằm vào lực lượng Hezbollah do Iran hậu thuẫn ở Liban và nhóm Houthi ở Yemen đã đẩy căng thẳng leo thang ở Trung Đông. Tình hình có nguy cơ vượt khỏi tầm kiểm soát và biến thành xung đột lan rộng, kéo theo Iran và Mỹ, đồng minh chính của Israel vào cuộc. Đài CNN dẫn lời quan chức Mỹ nói vào tối 29 tháng 9 theo giờ địa phương rằng chính quyền ông Biden lo ngại Iran đang lên kế hoạch tấn công. Tuy nhiên, quan chức này không tiết lộ Iran sẽ tấn công theo hình thức nào và các động thái mà quân đội Mỹ đang chuẩn bị. Cũng trong ngày 29 tháng 9, Lầu Năm Góc cho biết nếu Iran, các đối tác hoặc lực lượng ủy nhiệm của họ lợi dụng thời điểm này để nhắm vào quân nhân hoặc lợi ích của Mỹ trong khu vực, Mỹ sẽ thực hiện mọi biện pháp cần thiết để bảo vệ người dân của chúng tôi. Trong khi đó, người phát ngôn Bộ Quốc phòng Mỹ Patrick Ryder cũng thông báo Mỹ hiện có năng lực đáng kể trong khu vực, bao gồm cả nhóm tác chiến tàu sân bay USS Abraham Lincoln. Ngày 30 tháng 9, Bộ Công an Trung Quốc cho biết đã tiếp nhận từ cảnh sát Myanmar 313 công dân nước này liên quan đến tội gian lận viễn thông xuyên biên giới. Đây là kết quả của việc cảnh sát hai nước phối hợp đấu tranh, trấn áp tội phạm gian lận viễn thông và tội phạm trực tuyến tại miền Bắc Myanmar. Theo Bộ Công an Trung Quốc, tháng 3 vừa qua, lần đầu tiên cảnh sát nước này và Myanmar đã phối hợp bắt giữ 870 nghi phạm liên quan đến hoạt động gian lận viễn thân xuyên biên giới, gồm 313 công dân Trung Quốc và 557 công dân Myanmar tại khu vực Mus, miền Bắc Myanmar. Bộ Công an Trung Quốc cho biết sẽ tiếp tục tăng cường hợp tác thực thi pháp luật và thường xuyên triển khai các hoạt động chung nhằm đấu tranh với tội phạm gian lận viễn thông và trực tuyến có liên quan đến công dân nước này tại miền Bắc Myanmar. Bộ Công an Trung Quốc trước đó cho biết, kể từ tháng 7 năm 2023 đến tháng 5 năm 2024, nước này đã tiếp nhận từ Myanmar khoảng 49.000 đối tượng liên quan đến tội gian lận viễn thông và Internet. Ngày 30 tháng 9, công ty Google thuộc tập đoàn Alphabet Inc. cho biết sẽ đầu tư 1 tỷ đô la vào Thái Lan để xây dựng một trung tâm dữ liệu và đám mây nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng và hỗ trợ việc áp dụng trí tuệ nhân tạo tại Đông Nam Á. Google nhấn mạnh khoản đầu tư này sẽ tạo ra trung bình 14.000 việc làm mỗi năm đến năm 2029. Theo Google, cơ sở hạ tầng đám mây và trung tâm dữ liệu của công ty này tại thủ đô Bangkok và tỉnh Chonburi sẽ giúp đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng đối với các khả năng của Google Cloud và các cải tiến trí tuệ nhân tạo, cũng như các dịch vụ kỹ thuật số phổ biến của công ty như tìm kiếm, bản đồ và không gian làm việc Google. Thủ tướng Thái Lan Prayuth Chan-o-cha khẳng định khoản đầu tư của Google hoàn toàn phù hợp với chính sách đám mây đầu tiên của quốc gia này. Cùng ngày, bà Prayuth Chan đã có cuộc gặp gỡ với bà Ruth Porat, chủ tịch kiêm giám đốc đầu tư của Alphabet Inc. và Google để thảo luận về sự hợp tác trong lĩnh vực công nghệ. Quý vị thân mến, cuộc đua giữa ông Trump và bà Harris được đánh giá là kỳ bầu cử tổng thống siết sao nhất thế kỷ ở Mỹ, khi mà tỷ lệ ủng hộ giữa hai ứng cử viên ngang ngửa và rất khó đoán. Đặc biệt là cuộc đua trở nên căng thẳng hơn ở hai bang chiến trường phía Bắc là Michigan và Wisconsin. Các cuộc thăm dò cho thấy là lợi thế của bà Harris từ đầu tháng 8 đã phần nào bị thu hẹp bởi thế mạnh của ông Trump về các vấn đề về kinh tế. Đây là một diễn biến có khả năng gây lo ngại cho phó tổng thống Kamala Harris vì nền kinh tế vẫn là vấn đề quan trọng nhất ảnh hưởng đến quyết định của các cử tri. Cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ ngày càng sôi động và gay cấn khi chỉ còn hơn một tháng là đến ngày bầu cử. Cuộc đua đang trở nên căng thẳng hơn ở hai bang chiến trường phía Bắc là Michigan và Wisconsin. Cuối tuần qua, cả hai ứng viên bà Kamala Harris và ông Donald Trump đã có buổi vận động tranh cử với nhiều luận điểm nhằm thuyết phục các cử tri. Trong khi bà Harris tìm cách nêu bật các chính sách kinh tế của mình, thì ông Trump đặc biệt ưu tiên vấn đề tăng cường phòng chống tội phạm.
Các cuộc thăm dò dư luận cho thấy cuộc đua giữa hai ứng viên về cơ bản là ngang nhau ở bang Michigan. Bà Harris nhận được 48% sự ủng hộ, trong khi tỷ lệ ủng hộ ông Trump là 47%, nằm trong phạm vi sai số của cuộc thăm dò. Tại Wisconsin, một tiểu bang mà các cuộc thăm dò có truyền thống ủng hộ Đảng Dân Chủ, bà Harris nhận được 49% sự ủng hộ so với 47% cử tri được hỏi ủng hộ ông Trump. Kết quả thăm dò cũng cho thấy bà Harris dẫn trước ông Trump 9 điểm phần trăm ở khu vực quốc hội số 2 của Nebraska, nơi mà phiếu đại cử tri duy nhất có thể mang tính quyết định trong đại cử tri đoàn. Trong một kịch bản có thể xảy ra, khu vực này có thể trao cho bà Harris chính xác 270 phiếu đại cử tri mà bà cần để giành chiến thắng trong cuộc bầu cử nếu bà giành được Michigan, Wisconsin và Pennsylvania, còn ông Trump chiếm được các bang chiến trường của vành đai mặt trời, những nơi mà các cuộc thăm dò của New York Times, Siena College cho thấy ông đang dẫn trước. New York Times, Siena College cũng đã xem xét cuộc đua tổng thống ở Ohio, nơi không được coi là bang chiến trường, nhưng là một trong những nơi diễn ra cuộc đua vào Thượng viện cạnh tranh nhất cả nước. Ông Trump dẫn trước 6 điểm ở Ohio, nhưng Thượng nghị sĩ Đảng Dân Chủ Sherrod Brown đang dẫn trước đối thủ Đảng Cộng Hòa Bernie Moreno 4 điểm. Wisconsin là điểm sáng của Đảng Dân Chủ trong bản đồ các bang chiến trường, từng đóng vai trò quyết định với cách biệt chưa tới 1 điểm tại 4 trong số 6 chiến dịch gần đây nhất, bao gồm cả năm 2020. Ông Biden đã giành chiến thắng ở Michigan với cách biệt 3 điểm vào năm đó, trong khi ông Trump giành chiến thắng với cách biệt 3/10 điểm vào năm 2026. Ông Trump vẫn không được yêu thích ở Michigan, nhưng các cuộc thăm dò cho thấy bà Harris đối mặt với thách thức trong việc giành được lá phiếu của những cử tri không ủng hộ cựu tổng thống. Các cuộc thăm dò dư luận cho thấy 80% cử tri da đen trên khắp Michigan, Wisconsin và Ohio đang có kế hoạch bỏ phiếu cho bà Harris và 13% dự định bỏ phiếu cho ông Trump, trong khi 7% cử tri da đen chưa biết họ sẽ bỏ phiếu cho ai. Mặc dù bà Harris có lợi thế lớn trong số các cử tri da đen, nhưng con số 80% này vẫn thấp hơn so với chiến thắng của ông Biden trên toàn quốc vào 4 năm trước. Antonio Dawkins, 40 tuổi, giám đốc bán hàng khu vực đến từ Waukesha, Wisconsin, một vùng ngoại ô của Milwaukee, cho biết ông đã có kế hoạch bỏ phiếu nhưng sẽ để chống dòng ứng cử viên tổng thống. Ông không thích ông Trump nhưng cũng không hài lòng với bà Harris. Bà ấy đang cố gắng thuyết phục mọi người rằng bà ấy không phải là ông Trump và điều đó là chưa đủ. Ông Dawkins, một người da đen, cho hay, bà ấy nói rất nhiều điều nghe có vẻ hay ho nhưng không cụ thể. Theo kết quả thăm dò, đối với các cử tri tại những tiểu bang chiến trường quan trọng, nhiều người có xu hướng tin rằng trong thời gian tại nhiệm, ông Trump đã giúp ích cho họ và họ lo ngại rằng chính sách của bà Harris sẽ gây tổn hại cho họ. Trong diễn biến có liên quan, cựu Tổng thống Donald Trump kêu gọi luận tội và truy tố Phó Tổng thống Kamala Harris trong cuộc vận động tranh cử tại Erie thuộc tiểu bang Pennsylvania. Trong bài phát biểu vận động tranh cử tại Erie vào ngày 29 tháng 9, ông Trump cho rằng bà Harris nên bị loại khỏi cuộc đua tranh cử tổng thống, từ chức và bị điều tra ở cấp cao nhất. Ông Trump đưa ra phát biểu trên khi trình bày về làn sóng di cư ồ ạt tại biên giới Mỹ-Mexico, đồng thời chỉ trích chính sách nhập cư của chính quyền Tổng thống Joe Biden. Bà Harris nên bị luận tội và truy tố vì hành động của mình. ABC News dẫn lời ông Trump. Trước đó, Phó Tổng thống Harris đã đến thăm biên giới Mỹ-Mexico vào ngày 28 tháng 9. Đây cũng là chuyến đi đầu tiên của bà Harris đến khu vực này sau hơn 3 năm. Phát biểu tại Dulles thuộc tiểu bang Arizona, ứng viên Tổng thống của Đảng Dân Chủ đã kêu gọi các biện pháp an ninh cứng rắn hơn, đồng thời chỉ trích ông Trump ủng hộ việc bác bỏ một dự luật lưỡng đảng vào đầu năm nay. Chuyến đi của bà Harris và những phát biểu của ông Trump về an ninh biên giới diễn ra trong bối cảnh nhập cư hiện là vấn đề hàng đầu đối với nhiều cử tri trước thềm cuộc bầu cử Mỹ vào tháng 11 sắp tới. Một cuộc thăm dò gần đây của ABC News, Ipsos cho thấy 70% cử tri coi vấn đề nhập cư ở biên giới phía Nam là vấn đề quan trọng đối với họ. Ông Trump dẫn trước bà Harris 10% trong vấn đề xử lý nhập cư. Trong một diễn biến khác, cuối tuần qua, chiến dịch tranh cử Tổng thống Mỹ của ứng cử viên Đảng Dân Chủ Kamala Harris đã huy động được $55 triệu trong hai sự kiện gây quỹ,
Tại các sự kiện, Phó Tổng thống Harris đã tập trung nêu bật các chính sách kinh tế của mình. Bà thể hiện sự lạc quan về cơ hội chiến thắng trước ông Trump trong cuộc bầu cử Tổng thống, đồng thời nhấn mạnh cuộc đua đang bám đuôi sát nút. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình của chúng tôi ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại!